Hồ Quỳnh Hương sau hơn 10 năm mới đi thảm đỏ, diện mạo khác lạ khó nhận ra, khẳng định không sợ bị chê vì có được khen nhiều đâu. Trước kia, cho vơi đi những khát khao trong lòng, chưa dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Bây giờ, chưa bao giờ chị cảm thấy là mình hãnh diện về sắc đẹp của mình hay là tự tin về sắc đẹp của mình cả. Chị cũng bình thường, quen rồi, có được khen nhiều đâu mà sợ chê. Đã lâu khán giả mới thấy Hồ Quỳnh Hương tại sự kiện, đặc biệt là thảm đỏ thời trang. Ở lần xuất hiện này, Hồ Quỳnh Hương nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông. Theo đó, nữ ca sĩ gây chú ý với một diện mạo đầy lạ lẫm. Đặc biệt, nhiều người còn phải dụi mắt nhiều lần mới đón ra được đây là Hồ Quỳnh Hương. Trên các đoạn clip lan truyền mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ: phải Hồ Quỳnh Hương không? Tôi tưởng ghi nhầm vì nhìn mãi không thấy Hồ Quỳnh Hương đâu. Chị này khác quá, không nói Hồ Quỳnh Hương không biết luôn á trời. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng nhan sắc Hồ Quỳnh Hương bây giờ không đẹp. Tuy nhiên, Hồ Quỳnh Hương cho hay đọc những bình luận nói về nhan sắc của mình, cô cảm thấy bình thường. Bởi điều đấy cô đã quen, và theo Hồ Quỳnh Hương quan niệm thì một tài sản lớn của cô là giọng hát, và cô không được khen nhiều nên cũng không sợ bị chê. Còn sắc đẹp thì từ trước đến nay Hồ Quỳnh Hương chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện hay tự tin. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã hơn mười mấy năm cô mới đi thảm đỏ lại. Trong lần xuất hiện này cô đến ủng hộ người quen nên mới xuất hiện, vì Hồ Quỳnh Hương khá ngại ống kính. Ngoài nói về nhan sắc thì qua các đoạn clip Hồ Quỳnh Hương nhận về nhiều lời khen ngợi khi có vóc dáng gọn gàng, thon thả ở tuổi ngoài 40. Trước đây, Hồ Quỳnh Hương đã từng gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt biến dạng, được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng vào năm 2012. Đến năm 2018, nữ ca sĩ tiết lộ cô chỉ làm mũi và không can thiệp gì hơn. Năm 2022, khi xuất hiện tại một sự kiện của học trò, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục bị nghi ngờ dao kéo gương mặt. Về phía Hồ Quỳnh Hương thì cô lên tiếng thừa nhận bản thân có sửa mũi như trước kia và vẫn khẳng định chưa hề động chạm vùng khác trên gương mặt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hồ Quỳnh Hương được cho là nhan sắc biến đổi không ngừng. Khi nói về tin đồn phẫu thuật hỏng khiến nhan sắc không còn như xưa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho biết, xưa cũng có đẹp đâu mà bây giờ chê xấu. Nói chung thì nhan sắc chưa lúc nào đẹp cả, nên việc chê xấu đẹp không có nhiều ý nghĩa với trường hợp của Hương. Một thời nổi đình đám trong làn âm nhạc với mức cát-xê khá cao, Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ, từ xưa bản thân cô đã được trả mức thu lao dành cho nghệ sĩ hạng A. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thế nhưng Hồ Quỳnh Hương lại bất ngờ sống kín tiếng hơn và chuyển hướng sang kinh doanh. Số lần cô xuất hiện trên sân khấu cũng trở nên hiếm hoi, có thời gian nữ ca sĩ cũng vắng bóng. Được biết, thời gian ấy, giọng ca vũ điệu hoang dã đã để bản thân tu tập thiền định và ăn chay. Nói về điều này thì Hồ Quỳnh Hương từng tiết lộ rằng, tôi đã đi đến cùng cực nên ăn chay để cứu mình. Đã từng có thời gian, lên sân khấu, tôi như một cái máy. Khi về nhà, tôi như một cái cây khô. Ở tuổi ngoài 40, Hồ Quỳnh Hương sở hữu cơ ngơi đồ sộ, xe sang và nhiều biệt thự đắt đỏ, nhưng cô vẫn chưa hé lộ gì về chuyện tình cảm. Còn bạn nghĩ sao về nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương? Hãy bình luận cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!